Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dòng mặt máy của Musso Sangyong. Đó sử dụng chung với Max Spinter. Mã của sản phẩm nó sẽ là 601016 3320, là mã tiêu chuẩn OEM. Đây chính là cái hình ảnh cận cảnh của dòng đây anh em nhé. Với cái đời này là đời mặt máy 4 máy anh em nhé. Đây, 4 khoang máy này. Đây là các cái điểm để cho chúng ta sẽ bắt các điểm ốc này. Đấy. Cái cấu tạo của sản phẩm thì nó được thiết kế bằng amiang anh em nhé. Dập theo khuôn của amiang này. Đấy. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dòng mặt máy của Musso Sangyong và Max Spinter. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333 hoặc 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.